Thấy Phương Mai nha. Con trắng sao 550 nha. Trắng sao là của Mia. Hình như là giờ này sớm quá, là sớm không có view với sao. Chị nào xem đồ có tương tác giùm em cái nha mấy bạn. Giờ này like không có view gì trơn. Okay. Có lên đồ bé nha chị. Có đó, nhưng mà giờ này xem thấy hình như giờ này mấy bà đi chơi hay sao, đi ăn uống gì view thấp quá à. View thấp của em không like được nữa. Gì con? Con đi vô chổng đi, đi mẹ coi thử mẹ like được không, rồi mẹ vô mẹ chơi với con. Chờ hoài mà chờ không được hả? Giờ này nó vắng khách quá nè. Giờ này em like sớm quá vắng. Khách em giờ này chưa hay em like, chưa vô coi nữa. Em sợ like rớt mẫu. Có đồ bé nha, nhưng mà không có được nhiều lắm. Có nhưng mà không được nhiều nha, còn trong mấy bao cái gửi thì không biết có không nữa. Nhưng mà tình hình là cái view này là em không like được rồi nè. Đừng Minh Quân. Hôm bữa nay đợi 7:30 hả like trời. 7:30 8 giờ hả like. Giờ đó mấy bạn mới rảnh gì. Con nói đi đâu vậy? Thì có lên tầm trên mồi ngồi mới like được mấy bạn còn cái gì. Cái đầm hồng, hồng cái sao 450 em. Hồng cái sao hồng long. Nha. Yeah. Minh Quân đi đấy, có đi rồi, đi vô ba đi. Vô vô cắt không chừng cho ba đi. Ráng đáng xíu nha mấy bạn, cho nó view lên xíu đi rồi em like nha. Kìa đó lên được xíu rồi nó xuống rồi. Khách em là chưa có người nào vô chứ. Hai đây. Công chúa hả chị? Cái đó là phải theo dõi like mới được chị, tại vì công chúa hồi chưa em like có 5-6 con công chúa đó. Size nhỏ đó. Size 35kg đổ lại á. Chưa em like có size nhỏ. Đó, ráng ráng tương tác em xíu đi mấy bạn. Hơi mờ hả? Giờ này cam em nó hơi mờ ta. Nó tại độ sáng quá nè. Cái bóng đèn nó dạy em like một bóng đèn chứ phải bóng đèn like. Xoay qua đây nó đỡ. Xoay qua đây đỡ hơn ha. Xoay qua đây đỡ hơn nè. Trời ơi, công nhận like không có một người khách tôi vô luôn á.
Đúng rồi, do sáng quá, tại đèn led. Gì sao online nè, view nó không lên. Mấy chị nào đang xem á, tương tác mạnh mạnh lên giùm em với mấy bạn. Tối nay là like combo nhiều đó mà view không lên. Mấy chị muốn like áo lẻ hay like quần hay hay muốn like đồ bộ á, mấy chị comment giùm em, đem lên theo cầu cho nha. Tại giờ này em thấy khách mới không à, không có thấy khách, em chưa ai vô luôn á. Hello chị Tuyên nè. Đó, mấy bà vô gì vô nên nhanh đi, mấy bà khách tôi đâu rồi. Được bữa xiên lai sớm nè mà không ai vô coi. Bộ đi. Lai xét đi. Lấy thùng xét. Rồi. Vậy đi mấy bà. Có mẹ ngon vô có tinh thần lai chứ. Em like bé trước đi. Con ít bé nè, để em like bé trước cho mấy bạn nha. Con ít đồ bé nè, để em lên đồ bé khoảng tầm bao nhỏ đồ bé nè. Để gì vậy? Trời má ơi, cầm ngay cái áo. Cầm ngay áo rồi. Dột cái gì đây? À, em có hai con áo dài new nè. Ai lấy đầu like à, chị không biết nữa, đồ đồ bé hên xui nha, đồ bé họ like mới biết chứ không biết trong đó là gì luôn. Đừng rồi rồi đi vô ba vô con hoặc hình đi con đi đi vô con rồi đi vô chấm đi rồi đi giảm tha son đi đi giảm tha son đi. Đây đây là con sườn xám cho em nha, rồi cái này cho em là cái áo dài nè, em cũng không biết luôn đó chị. Đây dễ tùm lum ra đây thôi giờ nữa đó. Mẹ nói con nghe không Minh Quân? Lì rồi đó thấy chưa? Dễ lên nó tùm lum. Đây áo dài này là size M nha. Rồi hai con này là size M hết. Ai lấy cặp này đầu like để cho mấy bà 25 ngàn. Chị nào lấy cặp cho em cặp 25 nha. Hồi là mẹ quýnh con đó. Con này là áo dài. Còn con này là sườn xám nha. Nè cái này là sườn xám nè. Cũng kia là áo dài nha. Rồi cặp áo dài này 25 ngàn cho em. Em tưởng bao này là bao đồ bé, ai ngờ nó không phải. 25 cho bà Thanh Ngân. Rồi em có cái khoác nè. Khoác này thanh lý nha. Đó, rồi ai lấy cái khoác này mặn nhà, mặn nắng, chống nắng, sức kem gì đó để với bà 10 ngàn. Chị nào lấy khoác, em khoác 10. Nhiều ký. Mấy con này là khoảng 52 kg, 55 kg đủ lui nha. Cao thì 55, còn thấp một chút thì 52, thấy chưa? Thấy chưa Minh Quân? Nè bà, size đó là size M đó bà Ngân ơi, vừa không? Khoác cho chị Ngọc Tuyên 10 nè. Đi vô kìa ơi, chổng coi đi. Đi vô chổng coi một hình cho mẹ đây. Bực mình nha, mẹ đánh con à. Bà Ngân có leo dài không? Kê phải không? Khoác cho chị Tuyên nè. Trời ơi, hết cây son của mẹ luôn rồi đó Minh Quân. Đây. Đưa đây. Không biết cây son này bao nhiêu tiền thôi, mày lấy ra mày vẽ lên mấy cái sọt hết trơn luôn rồi. Trên mình mẹ vậy đó. Mẹ chưa thấy ai giống con chứ. Thiệt, buồn con lắm luôn. Vô chồng đi, vô chồng vẽ lãnh niệm đi. Vô chồng vẽ lãnh niệm luôn đi con. Đừng ra ngoài này quậy. Nè, có mấy cái áo bé nè. Cái gì đây? Rồi em có một cái áo suông nè mấy chị. Đó, rồi áo này lấy đầu like để cho mấy bà 5 ngàn luôn. Nè. Nó là cái suông cho em nha. Cái này dạng đầm dấu quần á. Nào ai lấy suông cho em suông 5 nha. Suông 5 giùm em. Coi trong đây là gì em sao luôn mẹ rồi nè. Em dẹp cái thùng chứ không gì hết. 15 cuốn tập.
không có cái nào rẻ chứ, nó xé luôn mà. Chị nó cho nó 15 cuốn tập mà nó xé luôn mà bà, nó không có rẻ cái nào chứ. Ôi nó quậy lắm, nó quậy những cái đồ độc độc không mà, nó không phải giống như người ta đâu. Ai có cáo dài nè, tặng cho bà ngon nha. À, cái áo dài này tặng cho bà luôn nè. Dài cô giáo nè. Để em coi cái này gì trong đây, em sale hết mấy này đi mấy bà, rồi em qua đầu kia cho. À, em có cái quần bận nhà nè mấy chị, bận máng lắm nha. Để em sale hết combo. Rồi một cái áo nhũ rất top cho em nè. Hai. Đẩy hết này luôn nha. Rồi một con này cho em 3. Rồi cho em một cái áo phông 4. Rồi cho em một cái áo von nè 5. Rồi con von đó nè 6. Rồi cái áo phông đó nè 7. 7 cái. Rồi cái áo hoa là 8. Rồi 8 cái áo nè, lấy để cho mấy bà 20.000. Không, 9 cái luôn. 9 cái nào, cái này nữa nè. 10 cái 25.000 cho em nha. À lấy 10 cái này cho em 25.000. Chị nào lấy combo cho em combo nha. 10 cái 25. Lấy đi cho hết này coi. Chật quá. Bà nào lấy combo đó em tặng cho cái áo ống nè. Tặng cho cái ống nha. Rồi tặng cho cái áo rất tốt nữa nè. Đó, rồi combo này đó, thêm hai cái nữa. Xong. Để em lấy đồ bé. Lấy luôn đi. Ừ. Lấy mẹ rồi cho nó bớt chật nhà coi. Nhẹ giờ không còn chỗ đi nè. À bữa nay tôi tính kêu chồng tôi chở đồ cho bà mà nó đi nhậu vậy nó xỉn. Xỉn mà phải khiêng vô mà làm gì giờ. Bây giờ bữa nay cọc luôn. Công chúa bé. Bé em lên hên xui nha mấy bà. Có cái bà trúng gu nào thì mấy bà lựa nha. Tại vì bé của khách gửi á, còn 3 bao ký gửi nó thì không có đồ bé không nữa. Giờ em thấy được bao này thì em lay bao này. Ai tặng cho bà cái áo này nè. Đó, về bận cái lót gì đó trong, muốn bận gì đó bận. Gì á, điện gì á? Trời ơi, điện thoại bị níu rồi, điện nữa. Ủa điện đâu ta? Điện cho cái mét kia sao nghe. Điện thoại cũng đâu nghe được đâu, mấy bà nó cũng điện nha. Rồi cho em một cái đầm bé Quảng Châu nè. Cặp đi, em bán cặp đi nha. Bé này là khoảng 25kg đủ lui cho em. Rồi cặp nè, lấy để cho mấy bà 15.000. Nè. Cái đầm này là cái đầm cái nơ đầm bi. Rồi lấy cặp cho em cặp nha. Cặp new 15.000. Hình như quần green nhiều nè. Đây, bé này 20 mấy kg. Rồi cái yếm nè. Rồi 20kg cho em đủ lui đi mấy chị. Đây ai lấy yếm nha, cao cao thì 25 được á. Nè rồi ai lấy yếm này cho em 10.000 nha. Mấy cái này hơi mua hơi bị mắc luôn á mấy bà. Nè cưng ghê á. Nè ai lấy yếm cho em yếm 10.000 luôn. Yếm
yếm cho chị Ngọc Tuyên nè. Rồi cho em một cái đầm nè, chốt nè mấy bạn. Đây con này 25kg được nè, Babydon á. Rồi ai lấy đầm cho em đầm xanh nè. Rồi đầm xanh này cho em 10.000 luôn. Ai lấy xanh cho em xanh 10 nha. Cái bọc cái gì Hồng Tuyên nãy đây đâu mà thằng xanh cho chị Tuyên luôn rồi. Yếm bé mùi nè, làm bé mùi. Đây cho em một cái yếm nữa nha. Rồi ai lấy yếm cho em mã yếm nè. Đó, thêm một cái yếm bé nữa nha. Rồi mấy cái này bé nó bằng cưng lắm đó chị. Con gái mà gặp mấy này là mua hết luôn đó nè. Đây rồi áo, áo bé cho em nha. Nè, để coi mấy con. Khoan, bán cái đầm này trước đi. Rồi ai lấy đầm cho em đầm nu nè. Chị Đào lấy nu cho em nu 10.000 nha. Nu 10 giùm em. Nu 10 giùm em nha. Mấy con này người ta mua con mấy trăm không. Rồi cái chân váy nè, cái chân váy bé nè. Cái này là set nha, nguyên cái set bé cho em luôn. Nè, đó ra lấy set bé này để cho mấy bà 20 nè. Chị nào lấy bé cho em bé 20 nha. Bé này chắc 30kg luôn á. 20 giùm em. Ờ à, em có cái khóa. À cái chống nắng. Cái chống nắng này của bé nha. Đây à, lấy cái chống nắng bé này để cho mấy bà 35.000. Chị nào lấy chống nắng cho em chống nắng bé 35 nha. Để cho con cháu của em đi. Rồi mấy cái này để em vô combo nè. Này cái gì đây? Ôi cái đầm này dễ thương nè. Đó. Rồi cặp cho em nha. Ai lấy cặp đầm này cho em 15.000. Nè mấy con này dễ thương lắm luôn đó nè. Chị nào lấy cặp cho em cặp 15 nha. Cặp 15 giùm em. Nè còn con yếm 10.000 nữa nè. À lấy yếm đỏ cho em, yếm đỏ nha. Yếm đỏ, yếm đỏ mùa giùm em nha. Rồi set bé này cho em 20 nè. Chị nào lấy đen cho em mã đen. Đó. Nè mấy bạn, set này game của người lớn vậy đó. Rồi ai lấy bé cho em bé 20 nha. Set 20. Con này gì mình. Rồi cho em mã trắng nè. Trắng bé này cũng 20 cho em luôn nha. Nè, trắng bé này 20 cho em. Rồi cái này cho em mã xanh nè. Xanh cho em. Ơ cái quần bí nè mấy bà. Cái quần bí của bé á. Rồi 20 cho em luôn nha. Rồi chị nào lấy cái đầm này à, em tặng nè. À lấy đầm này em tặng nha. Đầm xô á. Rồi yếm này cho em 10.000 luôn. Yếm nè, yếm 10 giùm em. Còn một cái chân váy nha. Rồi chân váy này nó để mấy bà 5.000. Đây set này cho em đi. Nè. Đó còn cái quần riêng nè. Set này cho em 15.000. Rồi hết bé đó, có nhiêu đó. Bé gái không à. Này cái gì đây? Chân váy chị Ngọc Tuyên 5.000. À có áo bé trai nè. Rồi cái áo bé trai này khoảng là 30kg á. Rồi áo bé này nó để mấy bà 5.000 nha.
bé điểm hết hả chị? Chị muốn combo hả? Rồi cho em cái áo bé trai sơ mi nè, cái quần nè, bé này tầm 10kg nha. Rồi ai lấy hết bé trai này để cho mấy bà 10.000. Rồi ai lấy hết bé trai để 10.000 combo cho em nha. Chị nào lấy combo cho em combo 10.000. Để em coi bé thôi. Cái này chị lấy hết để chị 80.000 nha. Lấy hết để 80.000, với combo bé trai 10.000 nữa là 90. Hết bé gái này để chị 80. Ok không? Hồi nãy em tính giá lẻ ra là 150 đó, giờ em bán chị 80.000, bán phần nửa giá lẻ. Số. Ok em, chị Kim Trung ơi, 80.000. Ui da, đi xuống thôi bà. Ok nè. Minh Quân, sao mẹ nói con lì với Minh Quân? Rồi qua xét nha mấy bà. Em còn một ít khoác bé nè, có chị nào lấy không? Giá 25.000 nha, khoác tâm tre còn khoảng 5-6 cái nữa là hết luôn, hết hàng luôn nha mấy bà. Em ghi cái này combo ha. Này để cho bằng một tiên. Em lấy 5. Ok chị nè, đây em lên. Lên liền bằng hai lập tức. Còn bé hả? À em còn khoác thôi, còn bé một hồi nó em khu chí gửi ra còn thì em mới lên nha. Bé này nó có hoài nha mấy bà, tại vì trong cái gọi người ta ngày nhiều lắm. Em dùng dồn mà em lấy cái này tặng cho bà nè, cái chân váy nè, tặng cho bà Kim Trung á. Đây em có cái quần này mấy chị, quần thể thao bận nhà nè, ai lấy cái quần để cho mấy bà 10.000. Quần 10 giùm em nè, khoác này cho em nha. Em còn tầm không tới 10 cái, ai lấy hết để cho 25.000 nè. Khoác tâm tre nha, đó, khoác tâm tre cho em đủ màu nha mấy chị. Còn này là nó hết hàng luôn á. Ai lấy nót thì em đi. Giờ que đồ nè. Rồi bộ cho em nha, bộ này 55kg đủ lui vừa. Đó. Ai lấy bộ này để cho mấy bạn nhiêu đây, 30.000 cho em. Chị nào lấy bộ cho em bộ nha. Bộ 25.000 chị Ngọc Tiên. Không, lấy hết nha chị, lẻ là 35 á. Lấy lẻ một cái là 35, lấy hết là 25. Chị lấy hết được không? Lấy hết luôn đi bà. À bộ này bộ thanh lý nha Khiết Băng ơi. Bộ thanh lý nha. Giống hai bộ niêu. Rồi bộ niêu nè. Rồi ai lấy bộ hồng cho em hồng nè, hồng 15.000. Tầm chục cái à. Em tầm chục cái đủ lại nha. Rồi lấy hồng cho em hồng 15 nè.
Hồng 15. Úi da trời ơi má ơi rớt. Rồi ok cho xuất ra. Rồi bộ ngủ niêu nè. À lấy ngủ cho em ngủ 10 ngàn nha. Ngủ 10 giùm em. Đồ ngủ 10 ngàn. Nó tầm chục cái đâu lại á. À lấy hết để cho 20. À, hết hả? Hết 20 là lỗ đó bà. Tại vì còn ít em xả đó. Ngủ 10 cho da má cho khiết băng nè. Khoan. Cái này nó đang gói. Từ từ nha. Băng. Bộ 30. Ngủ hết là chị Hải bỏ vô. Này ghi cho bác Trân. Bộ Trân là chân váy 20. Nè bộ này là bộ niêu cho em nè. Rồi ai lấy bộ này để cho mấy bà xanh nha. Ai lấy xanh cho em xanh 20 nè. Xanh 20 cho em. Quần nó là khoảng 9 tấc nha. Quát bé màu xanh đúng không chị? Ok chị nè. Đây màu xanh này đúng không? Đây đây màu xanh này hả chị yêu? Xanh 20 cho khiết băng nè. Rồi ok chị Ngọc Tiên. Hello bà Bảo Trân nè. Rồi set này cho em là thấy nha. Set cúp nha. Đây. Cái loại kiểu cúp cho em. Rồi lấy cúp này để cho mấy bà 30. Con này size off giùm em nha. Nhưng mà nó có độ giãn nha mấy chị. Con này là chất poly á. Đã lâu rồi người cài nữa. Rồi ai lấy set cho em set 30 nè. Set này new nha. Không phải thanh lý nha. Rồi bà ngon. Còn set này bà nào lấy cho em 10 ngàn cho hết mẫu bà chàng. Nè 10 ngàn luôn. New nha. Nè ai lấy bộ cho em bộ 10 nè mấy bà. Đừng để em rớt xuống mẫu đi. Làm biến like. Cái này làm biến like cũng thế nè. Đó 10 ngàn mới chịu mua hà. Ghét mấy bà đưa đi. Giận. Xét 10 nè. Bộ nhiều. Đây bộ này new nữa nè. Rồi 10 ngàn luôn đi. Ai lấy vàng cho em vàng 10. Minh Quân. Con vẽ hết cái nhà rồi Minh Quân. Ai lấy vàng cho em vàng 10 nè. Vàng 10 giùm em luôn. Lỡ rồi bán 10 ngàn nha. Vàng cho bà Kim Kim. Đi vô chẳng qua sân mai đi. Đi vô vẽ nguyên cái niệm đi. Rồi ngày mai mua cái niệm mới luôn. Đừng có ra đây quậy nữa. Bực mình quá à. Mẹ đang bực mình ba con. Nó giờ thêm con nó đi. Đi nhậu về không giữ con cái gì chứ. Chị Tuyền. Chị Tuyền đơn của chị á. Tối nay mới làm kịp á chị Tuyền. Nè bộ. Ai bộ này của Sam nhưng mà bộ này bộ thanh lý nha. Nè con này là của Sam á. Latin luôn nha mấy bà. Rồi ai lấy bộ con bò sữa này để cho mấy bà 15 ngàn. Chị nào lấy bò sữa nè. Bò sữa 15 ngàn cho em nha. Con này 55kg á. Kiểu cánh dơi nè mấy chị. Kiểu cánh dơi cho em nha. 15 ngàn. Rồi set này cho em set new nè. Rồi ai lấy cho em mã vàng. Vàng này cho em 10 ngàn. Size này là size M. Ai lấy vàng cho em vàng 10 nha. Chị Ngọc Tuyên nè. 15 ngàn. Vàng cho bà Ngọc Linh nè.
Rồi set này cho em niêu nữa nè. Ngố nha. Rồi à, lấy ngố này cho em 15 ngàn. Mochino. À lấy ngố cho em ngố 15 nha. Ngố này 52kg vừa cho em. Thấy. Thấy bà nha. Nhưng mà không có thấy chốt. Rồi bộ ngủ nè. Bộ này thanh lý nha. Bộ này thanh lý cho em. Đó, ai lấy vàng cho em vàng nè. Vàng này cho em 10 ngàn. Chị nào lấy vàng cho em vàng 10 nha. Vàng bi nè. Kiểu ngủ á. Đây, ai lấy ngủ cho em ngủ 10 nè. Ngố cho chiếc băng nè. Này để cho chiếc băng 10 ngàn đi. Rồi ngủ cho chị kim chung 10 nè. Rồi bà này bà niêu nè, 10 ngàn cho em luôn. Rồi ai lấy cho em mã nu nè. Nu niêu nha. Đây ai lấy nu cho em nu 10 nè. Nu 10 giùm em. Rồi xét cầu vòng cho em nè, 35 ngàn niêu nha. Ai lấy cầu vòng cho em cầu vòng. Xét cầu vòng cho em 35 nha. Nu cho chị Kim Trung 10 nè. Rồi bộ bao. Bộ này thanh lý cho em nha. Đây. Bao này à, chắc 55kg được á. Kiểu cánh dơi nè mấy bà. Rồi lấy bao cho em 20 mới ken luôn nha. Nè. Ai lấy bao cho em bao 20. Nè mấy bà xem phần đáy nè rất là mới. Cầu vòng cho Như Tường. Như Tường cho thông tin số thoại địa chỉ của một vòng mấy chút đơn. Này cho Bảo Trân nè. Trời ơi Minh Quân có vẻ dẻ hết mấy cái sọt rồi Minh Quân. Con lì quá à, mẹ không có chút nào mà thương con luôn. Minh Quân mà bực mình con ghê. Ai lấy beo cho em beo 20 nha. Beo 55kg vừa giùm em. Rồi tự nhiên cái ế con beo. Giận dễ sợ. Rồi bộ vàng nè, bộ vàng này bộ thanh lý nha. Đây. Vàng của Adidas á. Nè. Con này mới khoảng 95% luôn á. Rồi lấy vàng cho em vàng nha, vàng kiểu set thể thao cho em 20. Vàng 20 giùm em. Bộ áo này là áo của ba mày sao nằm ở đây vậy? Nè, set này new nè. Rồi ai lấy cho em đây đây. Rồi áo cung đó mấy bà. Size off thôi, rồi cho em 30 ngàn. 30 nha. Nè chị nào lấy vàng cho em vàng 30. Hoa đi. Con hoa này cho em 30. Chị Như Tường em ở Long Xuyên. Qua anh bóc liền giùm chị đi em ơi. Long Xuyên qua anh bóc liền giùm chị. Ôi ơi sao có cái áo này ở đây nè. Rồi bộ nè. Đây bộ ngố nha. Rồi ngố này thanh lý nè, để cho mấy bà 10 ngàn. Ôi về quần đẹp quá mấy chị. Đó coi độ mới của nó nè mấy chị. Đây. Rồi ai lấy ngố cho em ngố 10 nè. Xinh nha. Ngố gấu này dễ thương á. Ủa ba điện gì vậy? Ủa em nhắn tin nào? Em nhắn tin nick nào? Chị không thấy nè. Không có trong tin nhắn chờ luôn nha. Ngố cho bà Thắm nè. Không có trong tin nhắn chờ luôn, không có chút đơn được. Rồi bộ này cho em nè. Bộ này niêu cái gì nè. Đẹp quá vậy.
Đây bộ xanh này cho em nha. Bộ xanh này hơi bị xinh luôn. Đó. Xanh này mới khoảng 99% cho em nha. Tại do ship nó bị nhăn chứ nó là new luôn. Rồi Alex xanh cho em xanh nè. Sách xanh cho em 30 nha. Xanh 3 mua giùm em. Đây. Tai beo. Quần viền beo cho em nha. Alex xanh cho em xanh 30. Cái nick đang ly hả? Em có chấm inbox gì chưa? Không, không có thấy luôn nha. Nick đang like là không có thấy luôn á. Không có thấy. Nhưng mà nãy em chốt gì chị quên nè. Rồi em có một cái set công sở cho em nè. Rồi lấy công sở đi mấy bà 5.000. Áo new nha, nguyên cái set new cho em luôn. Đây chị nào lấy set cho em set 5.000 nha. Size này size M. New hết giùm em. Công sở 5. 5 cho Thanh Ngân nè. Rồi rồi cho em một cái áo nè. Áo ren new nha. Rồi cái quần này new cho em luôn, size S. Có lót ở trong nha. Rồi cho em mã trắng. Ai lấy trắng cho em trắng 10.000. Trắng 10 giùm em. Set 5 cho Ngân nè. Trắng 10.000 cho bà Ngân. Rồi bộ nè, bộ này đem coi new thanh lý. Bộ này thanh lý nha, của mặt Sam. Để em xem độ mới nó. Rồi bộ này cho em 25.000 nha. Mới 95% giùm em. Con này không có bị xước gì luôn. Nè, rồi ai lấy bộ cho em bộ 25.000. Con này là lụa nha mấy bà. Lụa mà giống như là lụa xước á. Bà này là bà lụa xước nha. Ở đây nó là Latin nè, cái cổ áo đó. Bộ 25 cho Ngon đâu rồi. Miệng Ngon thấy nó tiêu rồi. Mẹ mà like xong hay là con tới số con với con. Chị thấy chưa? Ờ thấy như trường rồi nè. Nãy em chốt gì vậy? Hồi nãy em chốt cái gì á? Em chốt gì chị quên rồi. Rồi bộ new cho em nè, 15.000 luôn đi. Quần lỡ nha. Con này quần lỡ cho em. Rồi ai lấy bộ cho em bộ 15.000 new nha. Nè. À bộ cầu vồng hết rồi, em sao? Bộ cầu vồng em sao hết rồi. Rồi bộ này cho em nè. Set này cho em new luôn. Ngố nha. Ai lấy ngố cho em ngố nè. Mấy đồng công chúa em bán sao? Công chúa trên đó nó hơi cao chị Ruby. Bộ 15 cho mấy con cái trên đây nó hơi cao xíu nha. Mấy chị muốn công chúa thường thường giá vài chục ngàn cũng có. Mà mấy con đó là hàng 400-500 nha mấy bà. Rồi ngố nè, ngố để cho Ngân 15.000 luôn. Là thấm 15 nè. Trời ơi, son lên cái mình Minh Quang. Cái áo trắng này của ba mới mua 300.000 đó. Mày vẽ lên một cái nghe nó về nó chửi tao ra tiếng miên luôn nè. Con vẽ mình cây bút này hết mực rồi, đây lấy cái vẽ cây bút hết mực kìa. Mẹ giận con bây giờ đó, thiệt tình á. Đi vô con mặt hình đi, để hồi con tiểu cường nó bò đi vô mẹ chạy không kịp đó. Nè còn bộ ngố niêu nè, xả cho mấy bà 10.000 luôn nha. Ai lấy ngố cho em ngố nè, ngố 10 giùm em. Đây. Con này là em hết ngố rồi mấy bạn. Xả cái hết rồi cái gì. 15 em sao? Có được không? Cái gì? Nè. Đây, đi ra đây cho coi tác phẩm nè. Rồi, con nó vẽ nữa nè.
Nhẹ tới cái mặt luôn rồi nè, tới bộ đồ luôn. Thiệt tình á. Để em dơm mấy sữa cho nó cái nha mấy bà. Ghê, ngố ngố mồi, ngố mồi là của chị Ngọc Tuyên đúng không? Chị Ngọc. Cái gì vậy con? Sao? Con để cho mẹ làm việc chút được không? Con muốn gì? Hả, con muốn gì? Giờ con muốn sao nói mẹ nha. Nè, uống miếng nước đi. Uống miếng nước đi vô rồi con uống sữa hay gì. Mẹ làm sữa cho con ăn rất là no rồi. Vô chổng đi, ba nằm chổng á. Ừ. Đi dọn mấy con trai. Đi ra mẹ làm xong sớm thì mẹ chở đi liền lô tô kia cho con coi. Nha. Rồi set này cho em luôn. Đây ai lấy set này để mấy bà 5.000. Áo niu nha. Chân váy này size M. Có lớp quần trong, rồi ai lấy xét cho em xét 5. Đỏ. Nè, khổ quá. Rồi đi vô coi coi chú lừa đi con. Ừ, vô chổng của chú lừa chứ. Nè, nè, con cầm cái này vô chổng nè. Cầm này vô chổng đi. Nè, đi vô chổng đây xịn dán. Nè, đi vô chổng xịn dán cho mẹ. Đi gặp rồi gần tiểu cường xịt xịt cho mẹ nha. Đi đi con. 5 cho bà ngon nè. Ôi ghê quá mẹ sợ. Đi vô phòng á. Đi vô phòng xịt vô luôn mũi ba. Hỏi ba tỉnh chưa? Ba chơi với con. Ờ tới chuyện. À, rồi 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 rồi. Mẹ vô liền. Rồi khoan 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 đợi xíu nha mấy bà. Gán gán giùm em nha mấy chị. Rồi ai lấy tặng cho em mã tặng nha. Đây em tặng set này luôn cho mấy bà nè. Con này là áo sơ mi. Quần này là quần cỡ size 28 nha mấy chị. Cỡ size 28 cho em đi tặng. Đó mấy bà coi like em, mấy bà phải có sự kiên nhẫn nha. Kiên nhẫn mới coi được nha mấy bà. Mấy bà không kiên nhẫn coi không được đâu. Đúng rồi đó. Vì mấy bà hiểu ý em cưng lắm. Rồi set này cho em nè. Đây set này new hot luôn nha, 10.000. Rồi ai lấy 10 cho em 10 nha. Size này size S. Có búp bê không? Dép còn đôi nào đâu búp bê. Còn đôi dép nào đâu mà búp. Búp hay múc. Rồi bộ ngố new cho em nè, 15.000 luôn đi. Trái tim mới chịu nha. Rồi ai lấy ngố cho em ngố 15.000. Đó, mỗi lần con tôi ra là bắt đầu là xuống view à. Buồn ghê vậy đó. Buồn rớt mắt gan. Buồn khóc luôn. Đây xếp thể thao cho em đi 10.000. Quần luôn. Nào thể thao niêu nha. Ai lấy thể thao cho em thể thao 10 nè. Sách này mặc như bơi đã nha. Cái này nó sách bơi luôn á. Không không, em không có giày. Rồi bộ niêu cho em nè. Còn bộ vàng nè, ai lấy vàng cho em vàng 10 nha. Vàng này chắc 55kg vừa. Đó, ai lấy vàng cho em vàng 10 nè.
thể thao cho bà Ngân. Không, em nói là em không có giày dép. Giày dép không có nha. Vàng cho chị Hải Bảo Dung nè. Rồi set này nêu cho em nè. Alex xanh cho em mã xanh nha. Xanh nhúng luôn. Xanh đuổi nha. Rồi Alex xanh đuổi này với bà 30 nè. Chị nào lấy xanh cho em xanh nha. Chất đuổi giùm em. Nó trong phòng mà nó kêu cho em dội vậy đó. Sao? Thì sao nói mẹ nghe vụ gì? Vụ gì? Chia mén người đàn bà gì hả? Đừng trời ơi, xỉn mà hồi chiều đi về ha, nằm ngoài cửa trước cửa nhà chị đi rồi. Hồi chiều chị đi rồi, không đi về không nằm trước cửa nhà. Chị về chị khiêng không vô. Kêu không vô nhất luôn. Rồi vụ gì? Vụ gì nói mẹ nghe. Bây giờ mẹ lấy sữa nữa ha. Rồi. Đây, giờ mẹ lấy sữa cho. Mệt ghê luôn á. Lôi á. Lôi vô. Chữ hồi mới chịu vô. Rồi bộ ngố nè. Rồi ai đấy ngố cho em ngố nha. Ngố này new luôn á. Rồi ai đấy hồng cho em hồng 20 nè. Hồng này kiểu áo phông giùm em nha. Ai đấy hồng cho em hồng 20 nè. Rồi bộ này cho em new nè. Đây Alex xanh cho em xanh nha, xanh đen đi, đen 20 cho em nè. Đen 20, ơi bộ này hàng đẹp nha mấy bà. Đen 20 giùm em ngố nè, ngố cho bà Thắm 20 nè. Rồi cam nè. Đây Alex ngủ cam cho em 15.000. Cam có cái túi luôn nha. Rồi cam 15 cho em. Cái gì đây? Rồi set này là kiểu vest nha. Con này new á. Để hơi nhăn vậy chị ủi giùm em đi. Nè. Kiểu vest cho em sọc. À lấy sọc cho em sọc nè. Sọc 20 cho em nha. Sọc 20. Kiểu dần vest với bà. Cái này lên form đẹp lắm á. Nè. Mặc vô gì cái quần nằm trong á. Rồi set ngố cho em 20 nè. À bà Thắm cái ngố này bằng mát nè bà Thắm. Cái vải nó đã lắm luôn á mày. Cái vải về mà cái này mà ngủ máy lạnh đã lắm luôn á. Tại vải nó giống như là lạnh sao á. Sọc nè, sọc cho chị Hoa Nguyễn 20 nè. Ngố cho chị Thắm nè. Rồi.
Rồi bộ này cho em. Đây. À lấy Dior cho em, Dior 20 nha. Set này chắc cỡ 52kg á. Nào. Cái quần hơi loe loe xíu nè mấy bạn. Rồi lấy Dior cho em Dior 20. Dior 20 nha. Bộ cho báo chân nè. Giờ này có ai muốn qua combo không mấy bạn? Hay mấy bạn muốn qua đồ đồ lẻ mẫu? Có ai muốn qua combo hay em xem combo cho nó nhanh giống gì chứ. Rồi, bộ này cưng nè. Đây, bộ này thanh lý thôi nha. Rồi, ai lấy cam cho em cam 15.000 nè. Cam 15.000 cho em nha. Ôi, bộ này cưng lắm nha mấy bạn, con heo nè. Cam 15.000 nha. Còn mới lắm luôn á. Rồi, em còn bộ ngố niêu nè. Chị nào lấy giùm em đi mấy chị. Ngố chuối nè. Rồi, chuối để cho mấy bà luôn 15.000 luôn. Ai lấy chuối cho em chuối nè. Chuối 15.000 niêu nha. 15.000 cho mẹ thấm nè. Dụng gì mới mất tiền, mất túi mà được. Chuối cho chị Hoa Nguyễn nè. Chị Hoa Nguyễn 15.000. Gì đây? Rồi, ngố niêu nè. Ơi cô gái nè, em còn 2 bộ nha. Ai lấy hết 2 bộ để 25.000 luôn. Nè. Em còn 2 bộ ngố cô gái nha. 2 bộ 25.000 niêu cho em nha. Xe bỏ mẫu đó, nghĩ bán ngố rồi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp bà Kitty Trần luôn. Cam cho bà đó. Cô gái cho chị Hoa Nguyễn nè. 25.000 2 bộ. Đây có mấy cái quần rồi. 1, 2. Đây, đủ 4 cái. Cho chị Hoa Nguyễn nè. 2 set 25.000. Bán đề sình luôn. Rồi set này set new cho em nè. Đây một cái chân váy công sở size L cho em nha. Đó. Rồi lấy công sở này để cho mấy bà 10.000. Chị nào lấy công sở cho em công sở nha. Tay nó là tay loe nè. Công sở 10 giùm em. Cái này sẽ tôi làm biến bán công sở. Tôi bán ghế ghê ghê. Mấy bà nào mà dân đi làm mua đồ tôi là mặt xỉn luôn. À, chị sao? Thấy chị mà chị sao không? Rồi em có cái yếm niêu nè. Đó, yếm lính nha. Rồi lấy yếm này cho em 10.000. Yếm 10.000 giùm em. Rồi set này em tặng luôn. Chị nào lấy tặng cho em mã tặng nè. Áo niêu luôn nha mấy bạn. Áo kiểu rất tốt á. Rồi quần này là quần size S cho em. Rồi lấy tặng cho em mã tặng nha. Khả nghi chưa? Khả nghi hồi chiều này mới kêu hà tặng cho cái gì nè. Bảo chân trước chị ấy nè. Chưa đi nha. Tại vì còn bảo chân đâu rồi ta. Hồi chiều mới kêu hà đâu có đóng kịp đâu. Hồi chiều mới kêu nên là đóng không có kịp nha. Yếm nè, yếm cho chị Hải Bảo Dung nè. Này cho Bảo Châu cái. Bảo Châu là tặng con khổ ghê. Yếm cho chị Hải Bảo Dung nè. Rồi còn set thể thao này new nè. Bán là 20.000 xả bỏ mẫu luôn. Đây ai lấy bộ cho em bộ nè. 20 cho em. New luôn nha mấy bạn. Vàng. Vàng kiểu vô xá đó. Mấy cái set vừa do phong phong thể thao quá mấy chị. À họ đang đặt thêm hả chị? Dạ. Ủa bà là chung hả? Rồi set này cho em nè. Một cái len new cho em nha. Len.
Rồi cho em một cái quần. Cái quần này size tầm 27. Đó, có rách đây nữa nè, rách hai đầu gối. Rồi set này len cho em đi 10.000. Chị nào đã len cho em len 10 nha. Ủa mẹ Ngân Thanh mới đi đâu rồi trời. Rồi Burberry New cho em nữa nè. Chị nào lấy cam cho em mã cam đi. Cam cho em 10.000 luôn. Quần này size 27 cho em. Lưng cao lắm đó chị. Rồi cam 10 cho em nha. Rồi cho em một cái yếm zoom nè. Yếm zoom new nè. Con yếm này size M á. Rồi lấy cái yếm này để mấy bà 10.000 luôn nè. Nhìn sao cho mấy bà ra kiểu nè. Đây. Kiểu yếm mà nó là cái zoom nha mấy bà. Đó, rồi cái yếm cho em 10.000 size M. Yếm cho Bảo Trân 10 nè. Cái này chị Ngọc Tuyên. Ủa bà Bảo Trân mới ghi bé quán đâu rồi. Bảo Trân không ghi Bảo Trân. Xếp 10 nè. Rồi xong em qua đồ khác nha. Đồ bé còn rớt là mấy cái này nữa nè. Bà Kim Chung đâu rồi? Còn đây không? Còn mấy cái bé này lấy luôn đi chị. Để vô combo luôn nè. Nè cái yếm. Ai muốn lấy lẻ thì lấy nha. Rồi yếm này sang luôn. Đây yếm này cho em 20.000 nha. Nè. Yếm này là chất. Con này là mới luôn á. Đó. Đây nè. Rồi là yếm bé cho em bé 20 nha. Còn cái yếm riêng với cái quần. Với một cái đầm rồi cho em combo này 10.000. Nè một cái đầm. Đầm kiểu Quảng Châu á. Rồi một cái quần riêng. Rồi một cái yếm riêng nè, chị Kim Chung lấy không để cho 10.000 nè. Thả vô combo cho bà luôn. Rồi bà đi đâu rồi? Mấy con này là tầm khoảng 20kg nha. Tầm 20kg đổ lui á. Chị fan để chị Lục Quỳnh. Hỏi Lục Quỳnh có lấy không nè. Để cho Khả Ngân trước. Ủa gì Thanh Ngân trước. Rồi em có một cái áo phông neo cho em 15.000. Phông này 70kg vừa luôn nha. Nè. À lấy áo cam cho em cam 15.000 luôn. Rồi xem mấy cái quần nè. Rồi lấy quần cho em quần nè. Quần cho em 30 nha. Cam 30 cho em. Lấy đúng không? Ok là ghi cho Khả Nghi ha. Rồi quần em còn một cái quần size 29 nè mấy bà. Rồi còn cái sale luôn mấy bà 35.000 nha. Nè 290.000 con. Rồi ai lấy quần cho em quần 35 nè. Quần 35 cam cho bà Thấm nè. Cam là lấy quần hay lấy áo bà? Bà cam là bà lấy quần hay bà lấy áo? À ok chị nha. Rồi 10.000 cho Khả Nghi nè. Combo bé.
mùi. Cái quần jean cho bà Ngân nè, bà Ngân chứa rồi. Cái lúc mà kiếm bà Ngân là bà Ngân có đâu mất tiêu nè. Ngân quần 35. Chị sao á? Ủa cái áo cam dục đâu rồi? Trời ơi xui rồi bà Thắm ơi, áo cam dục mất tiêu rồi bà Thắm. Đây nè Thắm, bà Thắm nãy giờ chưa đầy bao mà dục cái bao có đâu rồi. Kiếm bột tôi mệt ghê. Ơi cam có khi nào là chung với cái quần này không vậy? Không. Áo 15. Đây em còn cái túi nè, mấy bà 50 ngàn cho em đi nha. Ai lấy vàng cho em vàng nè. Ôi túi này sang lắm nè. Vàng cho em, hàng quảng nha. Da nặng lắm luôn á mấy bà. Đó. Chị nào lấy vàng cho em vàng nha. Vàng 50. Bé hết rồi, nãy chị kia lấy hết rồi. Còn áo khoác thôi nha. Bé còn áo khoác thôi. Nè chân váy cho em nè. Đây chân váy này bé mang được nè, bé mà nhỏ con á, con này còn người lớn thì size up nha. Rồi chân váy này lấy đệm mấy bạn 10 ngàn, chân váy 10 giùm em. Rồi cho em một cái quần nè, new nha, quần này là new hết cho em, quần này size ML mang được nè, 20 ngàn. Ai lấy đen cho em đen 20. Có đầm riêng mà ít lắm. Cái quần 20 cái chị Hoa Nguyễn nè. Rồi em bán cái cặp áo trung niên này cho mấy bà luôn nha. Ai lấy cặp để cho 15 ngàn luôn. Nè một cái áo nơ nè, áo là new hết cho em nha mấy chị. Rồi một con beo nè. Đó. Rồi ai lấy cặp cho em cặp 15 ngàn trung niên á. Cặp 15 giùm em. Túi đó 40 đờ cờ là gì? Ủa đờ cờ là gì đọc ra đâu bà. Rồi cho em một cái quần tây nè. Đây đây. Tây tây này size tầm 27-28 được nha. Đó phía trước lưng bạn phía sau lưng chung á. Rồi ai lấy cái tây này để cho mấy chị 25 ngàn. Tây 25 giùm em. Rồi em có cặp áo phông nè, sale cặp luôn. Beo với một cái con cam. Rồi ai lấy cặp phong để cho mấy bà 30 nha. Cặp phong 30 giùm em luôn. Có 6 áo con cha già nữa đeo hoài nha. Rồi cho em cặp sơ mi 15 ngàn nè. Cái này là dạng cổ đổ nha mấy chị. Đó kiểu nó là cổ đổ nha, mấy chị đóng thùng vô. Rồi một con sơ mi này cho em luôn. Nè ai lấy cặp cho em cặp 15 nha. Rồi cái phong cho em nè. Ai lấy cọp cho em cọp 20. Tay 25 chứ phải 20 gì Ngọc Tuyên. Tay 25 sơ mi làm lấy cặp phải không? Hay làm lấy một cái nè Bảo Trân ơi. Rồi cho em cái lính nè. Ai lấy lính cho em lính nha, lính 15 cho em. Sơ mi lấy cặp hay lấy cái? Lấy cặp cái gì, ưu tiên cặp nè. Tay là 25 nha chị Tuyên ơi, chứ không phải 20. Ok em nè. Rồi chân váy này cho em luôn. Size này size up nè, tầng nha. Rồi ai lấy cho em cái gì nè. Chân váy đỏ 15 ngàn. Đỏ 15 ngàn cho em.
tổng trơn 15 nè. Rồi cặp này cho em luôn nè. Đây một con áo vàng nhúng nè. Một. Rồi một cái xanh cho em nè. Rồi lấy cặp này để cho mấy bà luôn 20 nha. Đây. Kiểu rất tốt hết cho em nha. Con xanh này có mút ngực luôn nha mấy chị. Rồi cặp 20 cho em. Rồi cho em cặp size lớn nè. Cặp cho chị Ngọc Tuyên nè. Em còn con hoodie nè mấy chị, 30.000 cho em nha. À lấy hoodie cho em, hoodie nè. Hoodie 30 giùm em. Cặp 20 nè, cặp 20 hết rồi bà. Sao còn đòi cặp này đi. Đây, một cáo len, cặp này là size free, free size nha, 70kg, 80kg vừa luôn á. Rồi, lấy cặp này để cho mấy bà luôn nè, 15.000 cho em mã 15 nha. Mấy con này là mấy con size lớn đó, 15.000. Rồi, có hai con sơ mi nè. Đây, sơ mi này em có một con ngắn tay với một con dài tay nha, lấy cặp để cho 30. Thôi, để 25.000 đi. Ui da. Một con ngắn tay, một con dài tay cho em nha. Nè. Rồi ai lấy cặp này cho em để 25.000. 25. Đau quá. Cặp sơ mi nè, cặp 25 này cho Bảo Trân nè. Rồi cặp sơ mi tiếp cho em mã này, cho em mã đen đi. Nè con này là dạng kiểu vét cho em nha. Cái quạt ứa đen. Đó. Một nè. Rồi cho em một con xanh. Rồi cặp này ai lấy để cho mấy bà luôn 30 nha. Nè. Xanh xanh này là chất đủ nha mấy bạn. Mấy con này đóng thùng là hơi bị đẹp luôn á. Đó. Rồi ai lấy cặp 30 cho em cặp 30 nha. Đây còn hai cái này sale nè. Cho em mã này mã 15. Mã 15 nha, rồi một cái hồng nhúng nè. Rồi cho em một con đen nè. Đó đen tầng. Rồi ai lấy 15 cho em 15. Em có một cái quần nè. Cái này nó phối da luôn nha mấy bạn. Đó rồi ai lấy cái quần này cho em luôn. Size M dạng legging á, 20.000. Chị nào lấy quần cho em quần 20 nè. Rồi cho em cặp đen. Con này hàng hãng luôn nha mấy bạn. Đó. Nè kiểu hot girl á. Một. Rồi một cái đen này cho em nè. Rồi cặp đen nè lấy để 20. Cho em mã đen nha. Rồi hai cái này cho em đi. Một cái trắng nè. Trắng kiểu bedlam á. Một. Rồi cho em một cái xanh, cho em mã trắng đây, trắng này 15 cho em nha. Xanh tiểu thư cho em 15. Đen 20 cho chị Ngọc Tuyên nè. Mới thấy em yêu à. Tổ chức đám chưa? Thấy em chụp hình cuối nè. Cặp trắng cho là ngon nè. Cặp trắng 15.000. Cái xéo nè. Báo sai luôn hả chị? Ok nha. À
trùng sao hả? Ở sách giả đâu có thấy hay vậy. Cái sách giả đó 150 nha. Cái gì quên rồi. Thanh Hiên. Rồi bé hết rồi. Có khoát thôi. Đây rồi, hai cái len cho em đi. Chị nào lấy cặp len cho em, cặp len nào. Cặp len cho em 15.000 luôn nha. Đó. Ai lấy len cho em mã len nè, len 15.000. Giờ tôi sale nè. Rồi hai cái áo đá cho em nè. Chị nào lấy cặp đá cho em mã cặp đá nha. Cặp đá này cho em luôn 25.000. Thôi 20 luôn đi. Ai lấy cặp đá cho em cặp đá 20 nha. Đá 20 giùm em. Len 15 cho Ngọc Tuyên nè. Cái len này là resize SM giùm em cũng được cho chị. Thường là bà mặc size gì? Áo người lớn. Cặp 15 thôi, chị mặc size gì á để em biết cái nào không vừa em giục ra. Rồi ai lấy đá cho em đá nè. Rồi em còn hai con crop top nè. Nè một cái vàng. Rồi cho em một cái đỏ. Rồi ai lấy cặp cặp đỏ này cho em 15.000 luôn. Cặp đỏ 15.000 size SM mang được cho em. Hình như L mang được luôn á. Áo gì 20 vậy? Bà lấy áo gì 20 bà Như Nguyễn? Áo gì bà? Bà lấy cặp cặp đỏ hả? Bà lấy cặp đá này hay gì bà? Bà Như Nguyễn nè, khoan nè, bà Như Nguyễn nè. Rồi. Cặp này cho em là cặp mã này mã lộn xộn đi. Tại hai cái nó không có khác nhau chất nữa nè. Rồi một con này cho em. Dép túi, túi chị lên rồi. Ok bà Nhi Nguyễn nha. Nè tay dúng nè. Rồi ai lấy cho em mã này là mã lộn xộn 15.000 luôn. Hello chị yêu nè. Chị nào đi khám bầu bà. Nhi Nguyễn cặp 15 lộn xộn cho chị Ngọc Tuyên nè. Cái gì nữa? Trời ơi, dột cái bát nữa rồi. Cái mẹ quánh con quá. Rồi đi vô đó đi rồi mẹ vô liền. Bước vô đi rồi mẹ vô liền liền ngay lập tức cho con luôn. Con đi vô liền cho mẹ. Tiếp khoảng 10 ngày nữa hả chị? Tới khúc nào rồi trời? Tới khúc đang đang áo đúng không? Rồi lỡ khúc áo rồi lên áo nữa ha. Nè em còn có khoác vest nè, ai lấy cho em đi 10.000 nha. Cái vest lọ lem 10 cho em. Cái gì đây? Lọ áo lên áo luôn. 10.000 cho bà Ngân nè. Vậy đó hả bà. Đây chút lên bộ cho. Còn bộ đó tôi lên từ từ cho bà. Cái gì quên rồi nè. Cái bài này là bài gì tự nhiên tôi quên tên. Thanh Ngân nè. Tôi quên tên có ngang xương luôn. Áo 10.000. Lỡ rồi, lỡ lấy cái áo này rồi, giờ lên áo này đi rồi ấy nha. Rồi ấy sao đi.
Rồi cho em một cái áo chữ nè. Von nha. Tay nó tay phòng mà làm biến gà nhút quá. Gì? Dây gì? Dây gì bà? Ai à, con này hàng xịn nha. Đô lớp gì nè. Rồi cái chữ nè lấy để cho mấy bà 15 ngàn nha. Làm biến gà nhút quá à. Rồi ai lấy chữ cho em chữ 15. Rồi cặp này cho em đi. Cái mã này là mã hồng. Một con này với một con sơ mi cho em 15 ngàn. Đây đây đây. Size M nha, sơ mi là size M. Dây là gì bà ngon? Cái gì? À chữ 15 cho ngoan nè. Rồi ai lấy cái gì hồng cho em mã hồng nha. Sáu năm thấy bà Thu Hương mới vô ta. Cái ba lai gì rồi. Bà Phúc An mới cũng vô. Nó tôi không lai hú thôi. Tôi không lai hỏi tôi có lai không. Tôi lai thấy mấy bà vô nè. Đó tôi lai gì đó. Mà lai trong khi đó không có xóa nha. Trời đất ơi. Mới nhắc cái link dữ vậy. Mới vô hả. Tính nó xấu rồi. Vô thôi nghĩ nó xấu. À, em có cái áo hot đi nè. Rồi lấy hot đi nè để cho mấy bà 10 ngàn nè. Hot đi 10 cho em. Hot đi, hot đi, hot đi này à, giống bằng len chứ mấy bạn nỉ. Có bóp hả? Có chứ, có bóp đẹp nè. 15 ngàn là ngon, lấy gì lấy cặp hả ngon. Đây em có một cái áo gì Sweater nè. Rồi ai lấy xanh cho em mã xanh nè, xanh 15 giùm em. Có bôm gì nữa không? Bôm là gì? Có bôm là gì? Đọc ai à, có bộ ha. Trời có chứ, nãy giờ lên bộ đầu like mẹ nhóc đây hồi lên đó cho nè. Rồi cho em cái gì nè. À, cam đây, một con sơ mi cam cho em 10 ngàn. Ai à, lấy cam cho em cam 10 nè, xanh cho Bảo Trân. Có bộ nha, tí lên bộ người ta ký gửi mấy trăm bộ lận. Rồi có ai thế nào cho tôi biết Bảo Trân ở đâu không nè. Không dịch không đồ là chuyện bình thường. Rồi cái sơ mi này đẹp nè mấy bà. Nè cái sơ mi này giống mẹ người mẫu bận nè. Thắt cái nơ sơ mi này lấy để cho mấy bà luôn 35 ngàn cho em nha. Đây đây. Rồi lấy sơ mi cho em sơ mi nè 35 ngàn cho em. Đây cái này giống mẫu bận nha. Đẹp lắm nha mấy bà. Cái vải nó đẹp cực kỳ luôn á. 35. Cái này tôi treo chưa, lỡ lỡ lên này xíu đi rồi ấy lên bộ cho. Rồi cặp này cho em nè, cặp len nha. Nè len len. Rồi lấy cặp len cho em nè, len để cho mấy bà 15 ngàn. Len 15 cho em. Rồi con sơ mi bi nè. À lấy bi cho em bi 10 nha. Tôi ghé khách thử mà không gài nút lại cho. Nè vậy nào lấy bi cho em, mã bi nè. Bi bi 10 ngàn cho em. Rồi còn hai có cái cuối cùng. Con này là bằng bằng gấm nha. Nè chốt nó là bằng gấm cho em. Rồi lấy cặp cuối cho em cuối 15 ngàn. Rồi con này là kiểu thể thao nè. Rồi cuối 15. Sơ mi 35 cho Kitty Trần nè. Là Kitty Trần. Cuối cho bà Thu Hương 15 nè. Combo 15. Ghi cặp đi. Có thể là nó sót lại thì nằm trong đơn sau á bà Thu Hương. Ủa tôi có chốt cho bà hả?
Tại vì tôi nhớ cái áo len đó đó là bữa đó tôi chốt là cho người khác đó. Cái like sao bà không có coi là như tôi có chốt cái áo len đó cho ai đó bà. Em đây để coi còn sọt nào không. Ê còn đầm nè, lỡ rồi sale cái đầm cái nữa được không. Ê còn áo mà mấy cha bán buôn kỳ vậy. Còn áo nha, còn áo lỡ rồi lên áo cái nè. Rồi con hấp đi bằng loan cho em nè. Đây hấp đi nè, 70kg vừa luôn nha mấy bạn. Cái này giống hấp đi kiểu Sipiter quá vậy, bự nè. Rồi ai lấy loan cho em loan nha. Loan loan 25.000 cho em. Ok hấp đi nè, để cho bà Thu Hương 20 thôi nè. Loan hết rồi. Rồi em có cặp nè. Đây một cái áo trễ vai gì nè mấy bà nhúng á. Với một con xanh, xanh nơ. Rồi ai lấy cặp này để cho mấy bà 20. Chị nào lấy cặp cho em cặp 20 nè. Thôi 15.000 luôn đi, bán tặng 15.000. Cặp 15.000 cho em. Rồi cho em một con trắng nè, trắng này là kiểu trắng phong á mấy bà. Nè. Rồi ai lấy trắng cho em trắng 10 nha. Thôi để 15.000 cho ngon nè. Để ngon. Ngon 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 ngon. Ủa rồi mấy chị kia đi đâu hết trơn trời. Mấy bà chơi vậy, bà chơi chút xíu mấy bà đi đâu hết trơn. Phong trắng nè, trắng cho bà Tường Vi nè. Cặp 15. Tường Vi Diệu Lý nè. Chơi gì mới chơi tôi mấy cái rồi mấy bà đi đâu hết rồi. Rồi cho em một cái len nè. Đây len xanh. À, cái len này là mặt sao. À biết rồi. Cái cổ nó trên này nè. Đó. Rồi lấy xanh cho em nha. Xanh này lấy để cho mấy bà 15.000. Figure. Cái kiểu mặt trễ vai á mấy chị. Hình dung ra không? Nè nè kiểu trễ trễ gì nè mấy bà. Đó. Cái gì nữa? À sao lấy cái sổ hộ khẩu ở đâu vậy? Đây đây đây. Ở đâu mà con lấy vậy? Trời ơi, rách sổ hộ khẩu này rồi. Tiêu luôn á. Sao con lấy được? Chứ. Xanh nè, xanh cho bà Ngọc Tuyên 15.000 nè. Ngoan, ủa chị Tuyên đâu rồi? Chị Tuyên hết rồi hả? Chị Tuyên này bao rồi hả? Bán hết đồ không trời. Hai ngày mà em ốp á là em bán khoảng nhiều lắm á, trên 3.000 cái á. Người ta là nhà lụa nha. Sau lưng, ủa sau lưng là gì trời ơi, hay công nhận nha. Đúng rồi đó, mấy bạn nên nhắc em vậy đó mấy bạn, nhanh. Tại em chích mũi 4 rồi mấy bạn phải nhắc em vậy đó là nhanh lắm. Nhắc cái biết liền luôn. Đó. Cho bà lên đường rồi đó. Xong rồi đó. Lần hồi ghi bao mới đó mấy bà nhé. À ly thiết kế chưa? Đây đang chuẩn bị qua ly thiết kế nha. Ủa nãy bà Hương mới nhắn gì cho tôi. Trời tin nhắn rồi đọc không được luôn. Trời rồi.
Rồi áo hoa cúc này đẹp quá nè. Cái kiểu chất gân á. Rồi lấy hoa cúc này để mấy bà 10.000. Con này mấy bà bận kiểu dưới cái gì nè. Mấy cái quần ống loe mấy bà. Đắp tớp. Rồi ai lấy nu cho em nu 10. 10 cho Hương nè. Rồi cặp đi. Đây một con vàng. Rồi cho em một cái Barbidol nè. Hồng. Rồi con này cho em là con Polo nè. Rồi ai lấy combo này để cho mấy bà 3 cái 15.000. Chị nào lấy combo cho em combo 15. Một con Polo nữa nha. Nu rồi. Combo nè. Combo cho bà Thu Hương nè. 3 cái 15.000. Áo mùi nè. Combo 15 nè. Đây em có cái khoác ngủ nè. Ai lấy để cho mấy bà 10.000. Thôi tặng luôn đi. Bà nào ngủ mà không mặc đồ có khoác gì thôi cũng được, cũng tặng. Cái dàn khoác ngủ nha. Ai lấy tặng. Đau, không sót đâu. Tặng cho Ngân nè. Ngân đâu rồi trời. Không, không có sót đâu bà. Sót thì để đơn sao, không có gì đâu bà chửi thôi hoài. Đồng nghiệp nhỏ. À, em có cái áo Barbie nè má. Cái áo này thấy cưng quá mấy bà. Kiểu Barbie doll á. Một con hoa nè. Rồi một con len nè. Rồi ai lấy cặp hoa len này để cho mấy bà 15.000. Chị nào lấy cặp cho em cặp. Cặp 15.000 cho em. Cặp 15 nha. Rồi con này là con len nè. Len mà kiểu rất tốt á. Một nè. Cặp hoa nè. Hoa hoa. Bờ bờ là gì Thu Hương? Bờ bờ là Barbie. Rồi lấy cặp đó là lấy lẻ. Ưu tiên cặp nha. Vì không ấy để cho bà gì Bảo Trân nha. Nè một con rất tốt Quảng Châu nè. Kiểu nó gì nè. Hai. Rồi lỡ bốn con rồi vô bốn con luôn. Con hồng nữa nè là ba. Ừ là lấy hả? Rồi giờ để cho bà Thu Hương nha, 15.000. Rồi 4. Con này là kiểu rất tốm nha. Nè rất tốm mà kiểu von á. 1, 2, 3, 4. Rồi 4 cái này đấy để 25.000. Chị nào lấy combo cho em 25. Combo 25 giùm em. Rồi 4 con cho bà Thu Hương luôn. Combo 25 nè. Cặp 15 nè. Xong. Đổ hết sạch sành xanh luôn. Còn cái gì đâu mà lai nè. Em qua đà. Qua đầm sale nên là like hơi nhanh xíu nha mấy chị. Cái gì trời, nó gọi gì sao nè. Cái gì vậy con? Con nói thiệt có Minh Quân à. Trời này mấy giờ rồi con không chơi. Chẳng rồi con ngủ đi rồi em. Đó. Có mấy cái chung bông đĩa đó mẹ mua bao nhiêu tiền không? Cái gì mà chơi thấy cái đồ đó luôn rồi hư rồi. Hư cái bà ngủ đó là mẹ quýnh hơn đó. Rồi cho em một cái đầm công chúa nè. Ai lấy công chúa cho công chúa 10.000 nha. Công chúa ren cho em. Size này tầm size M nha mấy bà. Nào tầm size M cho em nha. Con làm mẹ mất tập trung quá à. Thu hôn mồi nè. Ba đâu rồi? Ba đi vô toilet hay gì rồi? Ba đi ói hay gì vậy? Con đi ra nhà sao coi ba ói sao kè ba vô đi. Ờ.
Ra ba hè đi coi, ba thấy ba ói thì kìa ba vô nha. Để nó nằm nó xỉu nhà sinh luôn đó. Đi dẫn coi ba đi con. Mẹ đi mẹ thương nha. Rồi cặp nè, cặp hoa đi. Hai cái hoa suông cho em 15 ngàn. Hoa nha. Nè hoa này nó ba bi ở dưới á. À cái này là cái zoom nha mấy bà. Con zoom này thấy thương nè. Size ớt nha, cái zoom này khoảng size ớt. Cái hoa này size M rồi đấy, cặp cho em cặp 15. Cặp cái thương thương nè. Rồi cho em một cặp maxi nè. Con này hơi sexy xíu nha. Đó, size này là size M. Nè. Ủa tỉnh rồi hả? Tỉnh chưa? Uống nó không? Kêu có thì cho uống. Làm gì vậy? Nước. Tỉnh gì mà không biết trời chăng vậy trơn. Mai gửi cái clip lên thế nào không đăng Facebook không? Đã nói chiều nay á, dặn hẹn người ta lại thu đồ. Người ta đợi, đồ người ta soạn em cái mấy trăm cái gì đó. Rồi mắt người ta dẹp vô. Thấy quạo dễ sợ quá. Rồi cái này là cái zombie nha. Rồi ai lấy cặp này để cho mấy bà nhiêu đây? 20 ngàn, chị nào lấy 20 cho em 20 nè. 20 ok không nè mấy bà. Chị Thu Hôn, Ngọc Tuyên nè. 20 nè. Bà Thu Hôn ok không? Trời trời con này con gì nè. Tính ra là mẹ không có vui luôn á. Mẹ đang quạo ba con đó, con đừng làm hồi là mẹ quýnh con đó. Ôi cái này đẹp nha. Thôi nhường đúng không? Nhường vậy để cho chị Ngọc Tuyên nè. Chị Ngọc Tuyên 20. Ôi con này đẹp lắm nha mấy bà. Rồi lấy xanh cho em xanh nè. Xanh này lấy để cho mấy bà luôn 15 nghìn. Xanh 15 nha. Xanh mấy bà buộc lại form đó là form chữ A. Nè, xanh mờ men được. Tuyên nè. Xanh cho bà Hương Hương nè. Bột hồ là bể nát cái điện thoại mẹ là mẹ quýnh con đó. Không có chơi vậy nữa. Con kìa. Chơi cái gì không biết chơi cái gì luôn. Đi ra ngoài kia chơi đi cho hư luôn đi nè. Hư đi rồi làm ai mẹ bán cái liệu luôn. Đi ra ngoài đi đừng đi vô đây nữa. Đây em có một cái đầm da nha. Con này không phải là bằng da mà cái chất nó giống như chất da vậy đó mấy chị nè. Cái kiểu mà bí bí á. Rồi lấy cái bí này để cho mấy bà 25 ngàn nha. Đó bí đó là kiểu hot girl cho em nha mấy chị. Nè ai lấy bí cho em bí 25 nha. Bí 25 cho em. Nó không phải da mà cái chất nó bóng bóng giống như da vậy đó. Nó không phải da đâu nha. Bí cho bà Thu Hương nè. Bà già này mới ghi cho bà chục đâu trời. Rồi em có một cặp body suông. Ai một cặp suông cho em nè. Ai lấy cặp này để cho mấy bà 15 ngàn. Chị nào lấy cặp suông cho em cặp suông 15 ngàn nha. Đó xuông 15 giùm em luôn. Ai biết à, hồi nãy em xách vô phòng á. Gì? 15 nè. 15 cho ngon nè.
Sao mà phiền quá trời phiền luôn, đi đi chạm xíu đây điện cho anh vợ mấy cái mền em cho. Rồi đói bụng không, tôi không có nấu cơm chiều đó, hai mẹ con ăn với ngoại rồi đó. Đói bụng mày chở con đi ra ngoài kia mua cái gì ăn đi. Hồi nãy là em thấy anh sách vô rồi nè, điện này cô nghe không nào. Vô trong phòng á, nãy em thấy anh trong phòng, đem vô phòng anh đi, anh xỉn em kêu anh vô, anh không vô, em kệ anh vô là anh cầm cái điện thoại đó. Rồi cặp cho em nè, có chưa, đây đây cặp cho em nha, con này là con suông nha mấy bà đó. Rồi một cái đen nè, rồi cặp đen nè, nó để mấy bà luôn phan, con này con gì luôn, một cái dùm nữa. Rồi ba cái đen này cho em 15.000 nha. Ờ cái dùm này hàng xịn hả nè. Rồi ai lấy cho em luôn dùm ba cái màu đen cho em nè, 15.000 nha. Bán cái dùm tặng hai kia đó nè, đang cố gắng nhanh nhất có thể cặp đen cho chị Ngọc Tuyên nè. Rồi còn ba cái cuối nè, ba cái cuối này cho em luôn 20.000. Đây cho em một cái zoom size M nè, zoom size M cho em nha. Đó một. Rồi cho em một cái xuông kiểu baby á nè, xuông kiểu baby cho em nè, hai. Rồi cho em một cái zoom nữa nè, con này là cái zoom nha, zoom kiểu hoa á, ống rộng á, mấy bạn thấy cái zoom không. Rồi ba cái này cái cuối cho em đi, cuối 20.000 giùm em. Cuối bà Thu Hương nè, combo 20 nè. Ủa tính ra em mới ghi chị Ngọc Tiên nha nè. Đi vô chổng câu cá với ba đi, vô chổng câu với ba đi con. Mẹ có để cái sọt chổng á, 15.000 nè. Mẹ có để sọt chổng á con, vô với ba đi. Anh ơi, anh vô kêu con vô chổng chơi với anh đi anh. Rồi nè, còn gì đem xeo luôn. Bé ừ, gì đi tức á, tức con dữ lắm luôn á, mày giận con luôn á, cho con biết gì á. Con làm mẹ buồn rồi đó. Rồi cặp maxi này cho em nè, đây maxi bi cho em nè, con này là mặt size SML gì cũng được nha, dạng cúp á. Đây một con caro nó, ai lấy cặp này maxi để cho mấy bà luôn 20.000. Chị nào lấy cặp maxi cho em cặp maxi 20 nè. Đây một cái caro cho em Thu Hương 20 nè. Ủa sao giờ thấy gì ba cái đen của chị Ngọc Tiên hoài ta? Có bị Facebook có bị gì không? Té không? Té. Ủa sao nó còn ba cái đen ngoài chị ra. Ai mấy chị chấm chấm bà lên thử cho em nó có nhảy comment không mấy chị.
em thấy chị Ngọc Tuyên chấm nè, chấm nó bị con này Facebook nó đang chuẩn bị tới 1 phút hồi mà nó khóa ly rồi đó, sơ sẩy nó là nó khóa ly rồi. Nè còn mấy cái xem nhanh luôn. Ờ gì đâu không ai comment cho không, ý là tôi thốt ra vô lại mà tôi gặp có một cái comment là ba cái đen của chị Ngọc Tuyên á. Đây một cái zoom đen cho em nè, size M nha. Đó một cái zoom đen size M cho em nè. Rồi mẹ la lẹ mẹ qua bộ rồi mẹ vô ngủ với con nha. Rồi con đi câu cá đi. Rồi một cái zoom nè cho em nè, hai. Rồi một con maxi cho em nè. Đây maxi maxi cho em nha, ba. Rồi một cái yếm cho em là bốn. Rồi Alex combo này để cho mấy bạn 20.000 bốn con. Yếm nha, combo này size M cho em. Rồi Alex combo cho combo 20 đi đây vô. Combo nè, combo cho chị Hải Bảo Dung nè, 20.000. Rồi cho em một cái nhung nè. Nhung đây là kiểu tiểu thư cho em nha. Đó, ai lấy nhung là cho em 20 nè. Size này nè em mò được nha mấy bạn, có độ co giãn á. Chị nào lấy nhung cho em nhung 20 nha. Form form kiểu tiểu thư cho em. Nhung cho bà Thu Hương nè. Gì ta làm rồi cho em một cái zoom nha. Zoom này chất đẹp lắm luôn nha mấy bạn. Nè coi cái lớp lót ở trong nè. Rồi lấy zoom sọc, zoom sọc 20 ống rộng nha. Con này tầm size em màu nhỏ mang được. Màu nhỏ mang được nha mấy bạn. Form đó là form ống rộng giùm em. Chị nào lấy sọc cho em mã sọc nè. Sọc 20 giùm em. Rồi cái này là cái yếm nha. Cái yếm này nó bằng nhung tâm cho em 15.000. À lấy yếm cho em yếm nè. Yếm này size M giùm em. Nè chất này là chất nhung tâm cho em nha. Đó kiểu nó ống rộng nha mấy bạn. Yếm ống rộng cho em luôn 15.000. Về mấy chị phối áo giùm em. Bà mướn tôi xuống ghi cho bà đi. Lấy gì trả, lấy gì trả lương cho bà nội. Trời trời, nghĩ sao muốn đại gia xuống ghi, muốn đại gia xuống chút đơn nữa. Rồi nãy gì nè. Rồi cho em một cái đầm body nè, body ngọc cho em nè. Rồi lấy body này size M nha, không phải body kiểu phong phong chữ A 10.000. Rồi đen 10 giùm em. Rồi em có một con zoom nữa nè. Con zoom này size M nha. À lấy vàng cho em vàng 20. Cái nơ á, cái này là cái nơ nè, cái nơ buộc lại giùm em nha. Rồi lấy vàng cho em vàng 20. Đen cho bà Ngân nè. Đen hết rồi. Rồi còn hai cái vàng nè, Alex cặp này để cho mấy bạn 15 luôn. Size này là size M cho em nha. Nè cái vàng này bằng kiểu trễ vai gì cho em nè. Rồi. Cái vàng này là chất kiểu gấm xốp cổ vuông nha. Đó rồi Alex cặp vàng này cho em 15.000 luôn, sale luôn hết nè. Cặp vàng cho Thu Hương nè.
này của bà vô nghe. Cái sọc này nè, nãy mà của bà Thu Hương. Rồi còn mấy cái nó hết nha, đợi qua ấp bộ nha mấy chị. Ủa hết luôn hả? Nè còn một sọc cuối. Đây còn một sọc cuối cùng nha. Hết đầm đó, hết đầm xeo rồi. Ngày mai soạn nó mới có. Cái gì đây trời? Da mát. Ôi có con bầu nè. Ôi em có con đầm tiệt nè. Trời em xây đâu vậy? Để bộ đây xong nè, qua bộ nè má ơi. Cái đầm này đầm đầm tiệt nè. Cái kiểu kim sa hộp lụ hộp ơ gì 35 ngàn cho em đi. À lấy trắng cho em trắng 35 nha. Kiểu trễ vai á. Ở đây nó có đính kim sa gì nè mấy bạn. Nè. Đó. Size này size ớt cho em nha. Nè ai lấy trắng cho em trắng 35. Rồi còn con bầu nè. Qua lấy bầu ha. Bầu này cho em luôn. Bầu này lấy để mấy chị 35 ngàn. Nè chị nào tiệt trắng cho Thu Hương. Để Thu Hương 30 thôi. Đây ai lấy cái gì nè. Bầu 35 cho em. Rồi cho em một cái xanh nè. Xanh kiểu thổ cẩm cho em nha. Form nó là form chữ A 1. Rồi cho em một cái vàng. Vàng này là vàng cổ vuông nha. Đó 2. Rồi một cái body đỏ cho em đó là 3. Rồi ai lấy combo này để 20 ngàn. Đỏ tiệt nè. Đó. Rồi ai lấy combo cho em combo 20. Combo 20 giùm em. Combo 20 nè. À, đây em chuẩn bị qua bộ nè cho Thu Hương luôn nè. Đây còn mấy cái đầm đó là qua bộ nè mấy bạn, đừng hối nữa mấy chị. Đừng hối nữa, em qua bộ liền đây. Rồi một cái đầm Barbie nè. Rồi ai lấy xanh cho em xanh nha. Xanh 25 ngàn cho em. Kiểu Barbie doll á. Xanh 25. Rồi cho em một con đầm của Ori nè. Đó. Đầm Ori kiểu lật lật vai gì nè mấy bạn. Rồi đen này cho em luôn 15 ngàn. Chị nào lấy đen cho em đen 15. Xanh cho bà Thấm 25 nè. Ủa nãy giờ tưởng bà đi ngủ rồi. Ngày mai đi làm tới Phú Hòa luôn. Giờ này còn hết hả? Ủa bà Thấm đây nè. Đầm 25. Chị Thấm. Đen là gì vậy? Đen nè, 15 ngàn cho Thu Hương. Em nói chị mai chị đi Phú Hòa hả? Mà giờ này chị còn thớt. Sao mai mà thất nổi? Đang quan tâm bà đó. Đang quan tâm bà đó.
Rồi cái zoom ơi, cặp zoom luôn đi mấy chị. Nè cho em một cái zoom sọc nè, size M nha, với một cái zoom vàng. Ai lấy cặp để cho mấy bạn hả? 25.000. Rồi ai lấy cặp cho em cặp nha. Cặp cặp 25 giùm em luôn. Cặp zoom 25.000 nha. Đơn cổ nha. À vậy đó hả? Thức khuya có làm gì không chị? Em không có thức khuya. Rạng sáng em mới thức không à. Này là cái đầm đi, phải cái zoom. Rồi còn con hoa nè, rồi cặp hoa cuối đi. Hoa cuối là con maxi dài cho em nha. Nè. Ở cái này là gu của bà gì nè. Bà Yona gì này bắt đầu rồi. Rồi cặp hoa nè, lấy để cho mấy bà 30. Chị nào lấy cặp hoa 30 cho em. 25 cho chị Hải bổ dung nè. Ơi còn con này nữa. Con này là hàng của chi tao nè. Hàng của chi tao. Không hả? Rồi ai lấy đen nè, đen tiểu thư nè, lấy để mấy bà 25 nghìn nha. Con này là hàng chi tao nha mấy bà. Đó mấy chị nào xài hàng hot girl là biết hàng chi tao cho em nha. Chị tao đó. Đây qua bộ nè. Đen tới sao mấy bà khoái bộ trời thiệt á. Bộ nhiêu về cũng không có đủ bán luôn mấy bà. Mà bộ mỗi lần đi sang á là lời không có nhiều, những khi bán lỗ luôn, bán câu view. Thầy có bộ lại bán câu view luôn đó nè. Dạ. Mấy đứa bộ quá sang nó chảnh lắm. Rồi xong qua bộ nha. Để dời cái đống vô này qua. Mấy cái bao qua. Bộ là bộ niêu hết, không có bộ thanh lý nha mấy chị. Coi gửi gì nè, rồi biết cái quần, cái nào là cái quần, cái nào là cái áo, rồi sao biết đường line. Đó, mấy bạn thấy hậu quả mà em không soạn trước. Ê, chưa chân, thấy cái này. Cái này đẹp nè. Đây, bộ pyjama có chứ má. Các bạn thấy tôi tức chết không? Coi nè. Thiệt á. Tức muốn xỉu luôn, giờ gặp được cái này là vô nguyên bộ nè. Gửi nùi gì rồi biết đường đâu lựa. Em ở Long Xuyên, An Giang. Vô gì? Vô. Cái gì? Tới anh chị nữa rồi. Thôi đi vô đi cho mẹ làm xíu đi rồi mẹ vô với con nha. Đi với con. Dạ. Yeah. Ôi đất ơi, cái thằng này thiệt tình á. Vô ba đi. Trời ơi. Rồi làm ăn gì nữa nè. Vô ba mẹ đi. Anh ơi. Dụ con chổng chơi anh ơi. Kìa ba mua bánh chổng á. Mẹ hồi nãy mẹ thấy ba mua hai ba cái bánh chổng á. Đi con. Đi. Trời ơi nó tức á. Tới cái khúc nãy giờ mấy cô đại bộ đó. Con ra đây con quậy. Con quậy họ là mấy cô quýnh mẹ luôn đó. Có gì rồi sao? Thiệt tình nó tức quá đi á. Chán cực kỳ chán luôn.
Thiệt luôn á. Nè xay cái miệng ra cho mấy cô coi cái miệng coi. Cái miệng sao? Đó mấy bạn này ngỏ đây, ngỏ đi ly với mẹ luôn. Rồi ngỏ đây coi mấy cô like ha. Rồi cô nào mà không mua ha là con khóc lên. Size này size XL nha mấy bạn. Nè, con này là Latin. Rồi em không biết bán nhiêu nữa. Rồi bộ này đấy để cho mấy bạn nhiêu đây? 50 ngàn cho em nha. Nè ai lấy 50 cho em 50 nè. Gấu 50 giùm em. Cái vụ gì? Bộ có nhiều kiểu lắm nha mấy bạn, khoảng 500 bộ luôn á. Cái gì vậy Minh Quân? Mẹ nói là ngồi kế mẹ đi rồi mẹ làm chút xíu rồi mẹ vô. Nó có thấy bực mình chưa? Ôi. Đó có bộ rẻ nha, tùy theo bộ nha bà, tùy theo bộ có bộ rẻ nữa. Tại vì mấy bộ này bộ new không mà. Nó nhập vô 7x, 8x không á. Đó, còn nghỉ bộ luôn cho rồi. Trời ơi, thiệt tình á. Sao giờ? Giờ này mấy giờ rồi mấy bà? Một chút xíu nó ngủ em like có người coi không? 20:15 rồi. Cha nó giờ xỉn quá một câu rồi. Mà ba nó giữ nó không được nữa. Nè, bộ này là mẹ mạc ấy không nè, con này Latin không nè. Trời ơi, tức á. Ai? Cái gì vậy Minh Quân à? Thì mẹ con nói mẹ nói đó nó có triệu ba đó, nó có mình ơi, em giữ nó được rồi mấy bà ơi. Em không có giữ gì trơn á, chỉ cần vô phòng em ngồi cho nó kế bên nó là ốc xong rồi đó, nó không có khóc. Mà tại nó không có cho làm. Rồi đi vô phòng. Rồi đi vô phòng mày lâm sữa. Ai chắc xíu ly đi ha. Thôi giờ tóm lại gì đi mấy bà. Em ngồi em vừa giữ nó em vừa soạn ít bộ ra chứ ít đồ sale nữa. À, nó ngủ khoảng chắc 9 giờ á. 9 giờ hoặc 9 giờ mấy em like không biết giờ có ai coi không nữa. Tới công chuyện thiệt rồi. Rồi rồi đi vô. Thôi thống nhất gì đi ha. À, em soạn khoảng 3 bao combo nữa ngồi like combo tối tối một chút nha mấy bạn. Rồi đi nè. Mình quá hỏi cái khóa ly luôn cho rồi nè. Rồi tắt 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 tắt. Rồi mẹ tắt liền. Nè tắt liền nè.